luôn theo đuổi sứ mệnh là đơn vị tiên phong trong việc sáng tạo, cải tiến những giải pháp kỹ thuật ưu việt, tiện ích nhất nhằm thúc đẩy cộng đồng sản xuất gạch không nung phát triển bền vững. Chúng tôi có kế hoạch dài hạn sẽ trở thành thương hiệu dẫn đầu về công nghệ sản xuất gạch không nung tại Việt Nam và dần khẳng định uy tín trên quốc tế. VNC là đơn vị luôn luôn đồng hành cùng chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo quyết định 567 của Thủ tướng Chính phủ. Tôi làm việc tại DMC từ năm 2012. Cũng là một sự may mắn khi DMC tập trung vào ngành chế tạo máy, ngành mà tôi rất yêu thích. Những người lãnh đạo trẻ ở đây thì giúp tôi có nhiều năng lượng và hòa nhập rất là nhanh. Công nghệ sản xuất gạch không nung thì là mới mẻ ở Việt Nam, làm tôi có nhiều hứng thú, sáng tạo và cải tiến. DMC giúp cho Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất gạch không nung. Vì thế tôi rất là vui và mong muốn được tiếp cống hiến lâu dài với niềm đam mê của mình. Hoàn toàn tự động và có thể làm ra những cái sản phẩm thân thiện và bảo vệ môi trường, thì đấy là một điều rất là ý nghĩa đối với bản thân mình. Đấy cũng là cái mong mỏi rất là nhiều năm trước của mình rồi, cho nên là mình quyết định về đây làm việc. Ấn tượng đặc biệt về cái dây chuyền sản xuất gạch không nung này thì là nó có thể làm ra những sản phẩm thay thế hoàn toàn gạch đất nung truyền thống với cái tính năng điều khiển vô cấp. Người dùng có thể tùy lựa chọn các cái chế độ rồi là cài đặt chế độ rung và ép làm sao làm ra những sản phẩm mà có thành vách mỏng và vẫn đạt cái độ chống thấm rất cao trong cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng với hệ thống quản lý ISO 9001. Mình rất yên tâm về chất lượng sản phẩm và mình cũng mong muốn là được gắn bó lâu dài với công ty. Qua gần 10 năm hình thành và phát triển, cho đến nay gạch Khang Minh trở thành thương hiệu sản xuất vật liệu xây dựng không nung hàng đầu tại Việt Nam. Có được thành công này đó chính là sự nhờ quyết định về đầu tư khoa học công nghệ. Một trong những nhà đối tác hợp tác với Khang Minh chính là DMC. Dây chuyền sản xuất đầu tiên của Khang Minh do DMC cung cấp, DMC Line. Qua nhiều năm hoạt động, dây chuyền của DMC Line thể hiện sự ổn định về mặt chất lượng, tiết kiệm về mặt chi phí khai thác. Qua hợp tác, chúng tôi có nhận thấy ban lãnh đạo DMC Line là ban lãnh đạo có đầy nhiệt huyết, nhiều tính sáng tạo và rất thiện chí trong quá trình hợp tác. Điều đó đã góp phần đem lại nhiều thành công cho Khang Minh trong những năm qua trong quá trình hợp tác giữa hai bên.